ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn. Thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau vậy? Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Ồ, đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khóm hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại không bụng bự? Thế nào hả anh vô? Si, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa. Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, tài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. Một, hai, ba, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rõ mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Wow! Chết rồi ông mặt trời ơi. Mình mất mua hai người bọn họ rồi. Không sao đâu. Hỏi ta nè. Chết rồi. Lửa lớn quá. Đừng lo, để anh dập lửa cho. Đám cháy lớn hơn rồi. Nguy hiểm quá à. Thấy chưa? Tại anh đó. Tại anh thì có. Thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa. Anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà. Thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Đốm ơi Đốm, cứu bụng bự đi Đốm. Bụng bự bị bắt cóc rồi. Bạn nói sao? Bụng bự bị bắt cóc hả? Hồi nãy mình và bụng bự cùng đi đến để rủ Đốm đi chơi ném bóng. Khi bụng bự nhặt quả bóng bị rớt ra thì từ trên cao một chiếc máy bay xà xuống chụp ngay bụng bự, kéo lên luôn. Họ còn quăng lại tờ giấy này nè. Muốn giải cứu bạn phải mang đủ 200kg phô mai, bằng không thì biết tay bọn ta. Giờ mình phải làm sao đây đó? Chắc chắn bọn họ sẽ ra nhiều chỉ thị khác nữa. Chúng ta cần điều tra thêm bọn họ là ai thì mới đối phó được. Hay da, hay da. Chơi cái trò này vui quá à. Ngưng lại đi. Bọn ta ghét tiếng ồn. Nhưng ta thì thích. Chơi ném bóng á là thú vui của ta. Đại ca, giờ mình phải xử trí làm sao? Tại đại ca đó. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha. Ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó. Vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái... Thôi chết, đáp bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng được sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đốm, 9 điểm. Đốm, đập tay cái coi. Bụng bự 3 điểm.
bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại đớn nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Thông báo tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị quả lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận, sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Canh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp. Làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi, nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao đó, kế hoạch là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn ủi phi thuyền vào thiên thạch nha, là hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới của trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Làm như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa, nên mình sẽ dùng natri acetate.
sao có mùi giống như mùi giấm đó. Đúng rồi, natri acetat là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Làm sao nữa? Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh, biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu. Mình sẽ bắn ra đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đồ bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thành công rồi, thành công rồi. Trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah, trái đất ta được cứu rồi. Trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao chổi thành công. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Thịt lên đây, thịt lên đây. Hai miếng hamburger nè, tan giòn tan, tan giòn tan. Yeah, tới giờ ăn rồi. Đói ơi là đói luôn. Tà đa, món xà lách hôm nay trộn bông cải xanh. Ăn cho hết nha, mẹ thấy bụng con tròn lắm rồi. À, xong rồi, ứ thèm ăn rau luôn. Ai mà thèm ăn hamburger với rau chứ. Nhân danh bụng bự, con của mẹ bụng bự, ta chịu hồi ngươi. Quái vật hamburger, mau hiện diện và cho ta ăn hamburger tùy thích. Thành công rồi. Không ngờ bắt chước theo tivi mà cũng làm được. Hỡi kẻ đã triệu hồi ta, ngươi có mong ước gì? Hãy cho ta cái hamburger ngon nhất thế giới. Được, vậy tế phẩm của ta là gì? Nè, ta cho ngươi đặc sản xà lách trộn bông cải xanh. Giỡn mặt với ta sao? Triệu hồi ta lên đây chỉ để cho ta ăn rau à? Được lắm, ta sẽ lấy thịt ngươi ăn bù. Ta phải ăn thịt ngươi. Chết rồi, kỳ này mẹ mà về á là mẹ mình luôn á.
lại, đứng lại. Ta phải ăn thịt ngươi. Đứng lại, đứng lại. Leo leo, còn lâu mới đứng lại. Có ngon thì đuổi theo ta đi. Ê bụng bự, hôm nay bị con gì cắn hay sao? Mày tập thể dục sớm quá vậy? Thịt ngươi chỉ chờ có như đó thôi. Lựu đạn tiêu san. Bây giờ thì mình có lý do để bị dí chung rồi. Yeah, mình không ngờ là mấy bạn chia lầy vậy luôn á. Chúng ta không có cách nào để đánh lại nó đâu. Quá à. Miệng bự mà răng cũng bự nữa. Hay là mình nghĩ cách ăn thịt con quái vật đó luôn đi. Dù sao nó cũng là hamburger mà. Mà mình á thì cũng thích hamburger. Hamburger không rau luôn á. À, có cách rồi. Bạn phải kêu thêm một con quái vật nữa để đánh nhau với nó. Chỉ có cách này thôi ạ. Đúng rồi, thiên địch của thức ăn là rau xanh. Đi nhanh, không còn thời gian nữa đâu. Muốn ăn bụng bự đâu có dễ như vậy. Hai ta tự thủ với ngươi. Sống lên tới to. Lên. Lên. Xanh lên chút nào. Râu không thôi là đã đáng sợ rồi. Quái vật râu xanh nghe thôi là đã kinh dị luôn á. Thôi kệ, chơi tới luôn. Miệng có thứ đánh nhau với con ngoài kia là được rồi. Nhân danh bụng bự, bạn thân của đốm và tay to, ta chịu hồi ngươi. Thích con gì thì lên con đó đi, ta không quan tâm. Miễn không ý quên, miễn mạnh là được rồi. Hả? Con bé bụng bự đã xong chưa? Con xong rồi. Băng cái cửa luôn rồi. Kỳ này ba mẹ giờ là nát đít luôn. Lại quen lên. Ít nhất thì mình cũng không bị ăn thịt bởi một cái bánh hamburger nhảy tưng tưng trên đường.
Chịu thua đi tên kia. Thứ nhiều dầu mỡ như ngươi không thắng ta đâu. Nhiều dầu mỡ nhưng mà ăn ngon. Ai rồi cũng phải béo phì mà thôi. Nói nhiều làm gì? Đồ trơ trẹt. Mì làm nhiều mì ngon lắm. Cái đồ tinh bột lúa mạch. Ủa, hình như cái đó tốt mà. Tớ không quan tâm. Ăn ngon là được rồi. Ăn rồi nhanh hoài. Hèn chi cái bụng tròn quay. Mày múc béo phì cho mà coi. Tụi bay ồn ào quá. Ăn thật tụi bay luôn. Nhất trí. Xử lý tụi nhiều chuyện rồi cắn lộn tiếp. Rồi. Yeah. Trời ơi, Coca với Mentos. Cái đó là vũ khí sinh học của học sinh. Tất cả cúi xuống. Bom Coca Mentos hủy diệt đây. Yeah. Yeah. Chết hết rồi. Mấy cái cánh cửa nhà hư rồi. Điều kinh dị nhất là khi ba mẹ về nhà. Mềm mình là nát đến luôn á. Chán quá à. Hết Tết rồi. Mai lại phải đi học nữa. Không được ăn bánh kẹo. Không được uống nước ngọt nữa rồi. Không được mặc đồ đẹp nữa. Chán quá à. Phải chứ ngày mai không phải đi học thì vui biết chừng nào, đúng không Bụng Bự Tay To? Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Ê, hay là mình... Mình như thế nào hả Bụng Bự? Hay là mình... Đốm à, dậy đi học đi con. Đốm, con đâu rồi hả? Anh ơi. Chuyện gì vậy em? Thằng Đốm. Đốm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Cái gì? Anh chị ơi, Bụng Bự nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất. Tay to. Bác hỏi một chút. Dạ, bác hỏi gì ạ? Thằng Đốm nhà bác với Bụng Bự mất tích rồi. Con có biết chuyện gì không? Dạ, không lẽ. Con biết chuyện gì sao? Hôm qua hai bạn ấy rủ nhau trốn nhà đi, để khỏi đi học. Mà con không chịu. Có lẽ hai bạn ấy đã trốn đi rồi quá. Trời đất. Giờ phải làm sao đây hả anh chị? Thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đi kiếm tụi nó về. Tất cả nhờ vào anh nha. Tụi mình sẽ đi khám phá thế giới. Vui hơn đi học rất nhiều. Sau này, mình sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại. Mình sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực. Chúng ta sẽ được tự do vui chơi, không bị la rầy nữa rồi. Cái gì vậy trời? Chào hai cậu bé. Chúc mừng hai cậu bé đã tới thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Thế giới ngỗ nghịch? Đúng vậy, đây chính là thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch, không chịu học hành, thích bỏ nhà đi ra ngoài để được tự do. Thế giới này có vui mà ông? Rất vui. Nơi đây những đứa trẻ sẽ không bị cha mẹ bắt học bài nè, ép ăn uống nè, rồi ép ngủ sớm nữa. Vậy thì vui quá. Vui quá. Vui quá. Chúng ta đã đến nơi vui vẻ, hạnh phúc rồi. Chúc mừng các ngươi. Yeah. Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường êm như bông của mình. Để từ từ mình kiếm bách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi. Không biết đâu. Đưa mình về nhà đi. Mẹ đừng có nói nữa mà.
Để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia. Nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả, những đứa trẻ ngỗ nghịch. Đúng rồi, làm sao bây giờ, mình muốn về nhà. Chưa khóc nữa mà, nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Bụng bự, dậy thôi. Ơ, để mình ngủ tí coi. Dậy thôi, nhanh lên coi. Dậy làm gì hả Đơm? Để trốn chứ chị. Không lẽ Bụng bự muốn ở đây luôn hả? Trốn hả? Nhỏ thôi, bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Bụng bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao ông đi rồi vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không? Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhìn ra bờ sông tắm chút xíu tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm được thôi, ta sẽ cho hai đứa mày tắm. Mẹ ơi cứu con biết lỗi rồi, con chỉ muốn về nhà thôi. Đám sẽ không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu. Đám sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con, còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đi. Đúng là thú vị mà. Ta sẽ cho hai người tắm thỏa thích. Cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, Đốm. Ba, cứu con. Bác ơi, cứu con đi. Tên biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì? Mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Ngươi định làm gì ta? Kẻ độc ác kia. Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh hai, em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ.